Vâng, xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Salon Toto K. Và hôm nay em lại xin gửi tới cho quý anh chị một chiếc CUV crossover cỡ nhỏ với thiết kế thời trang và hiện đại, rất phù hợp để di chuyển đô thị hay là những cái cung đường dài, cũng rất là phù hợp quý anh chị nhé. Đấy, có chưa một chiếc Kia Seltos. Và chiếc xe này của em là sản xuất 2021 bản Luxury. Đấy, về thiết kế thì quý anh chị có thể quan sát đèn này của chiếc xe là đã được anh chủ anh ấy lên hệ thống đèn bi xenon quý anh chị nhé, rất là siêu sáng. Với cái đôi đèn này của anh lên đã khoảng tầm hơn 15 triệu rồi. Đấy. Về thiết kế thì chiếc xe này thì sẽ được trang bị những chi tiết nẹp mạ chrome, và trên những phần nẹp mạ chrome thì sẽ được khắc những chi tiết 3D. Đấy, ngay cả hệ thống cái phần đèn LED này của chiếc xe xi nhan này thôi. Mặc dù là bóng thường nhưng mà phần mặt kính này sẽ được thiết kế là những chi tiết dạng 3D, tạo cảm giác là hệ thống phần đèn LED quý chị nhá. Nhưng thực tế là đằng sau cái phần thiết kế này là một cái bóng halogen, đấy, màu vàng. Đấy. Hệ thống đèn gầm chiếc xe thì vẫn sử dụng hệ thống đèn bi xenon halogen, đấy là hệ thống đèn vàng thôi. Đấy. Lốp theo xe cả dàn quý chị nhá. Đấy, thiết kế cái vành của chiếc xe thì sẽ được thiết kế kiểu dạng vành hình chữ Y với những chi tiết phay và sơn đen cực kỳ là đẹp và khỏe khoắn. Đấy. Xe thì đã được lên cho quý anh chị hệ thống bậc bước rồi. Đấy. Hay là hệ thống ốp tai gương cũng đã được ốp yếc đầy đủ rất cẩn thận. Cùng với đó là những phần ốp tay nắm cửa đây cũng thế để chống trầy xước cho chiếc xe. Một chiếc xe với thiết kế và được đánh giá trong cái phân khúc này cực kỳ là bán chạy quý anh chị nhá. Đấy. Và thời gian để bây giờ quý anh chị mình mua một chiếc Seltos thì sẽ phải đặt hàng chờ khoảng 3 đến 4 tháng cho em. Đấy. Để sở hữu được chiếc xe Seltos này. Đấy. Những chi tiết chiếc xe thì còn rất là mới. Đấy. Xe về thì em cũng chỉ dọn dẹp spa, không có sơn si hay là làm gì nhiều cả. Đấy. Nên là chất chiếc xe này cũng rất là đẹp. Đấy. Đây là cái phần cốp sau của chiếc xe. Đấy. Những chi tiết chiếc xe thì còn nguyên bản 100%. Đấy. Rất đáng đồng tiền cho quý anh chị. Và chiếc xe này hiện tại thì em đang bán chỉ mức giá loanh quanh khoảng 700 triệu thôi. Đấy. Và giá cũng cực kỳ là yêu thương cho quý anh chị khách hàng quan tâm thiện chí. Chi tiết chiếc xe thì nguyên bản 100%. Đấy. Quý anh chị mua về sử dụng cực kỳ là yên tâm. Đấy. Và mức tiêu hao cho tiêu thụ cho em này thì em sau khi quá trình em lấy xe em chạy trải nghiệm thì chiếc xe này với khả năng vận hành cực kỳ là bốc cũng như là tiết kiệm. Đấy. Rất phù hợp để quý anh chị mình sở hữu. Chi tiết thì trong phân khúc này không có một chiếc xe nào mà sở hữu được cái bộ ghế mà được khâu quả chám nhìn rất là sang trọng như chiếc Seltos này. Đấy. Nội thất thì sẽ được trang bị hai tông màu kết hợp, đó chính là màu kem và màu đen. Đấy. Tạo cái thẩm mỹ cực kỳ là bắt mắt. Đấy. Và cũng được cửa gió hàng sau cũng được trang bị cửa gió điều hòa cũng như cổng sạc cho quý anh chị. Đấy. Anh chủ rất cẩn thận là anh ấy bọc trần ni lông. Đấy. Để bảo vệ cái lớp trần zin của chiếc xe cho sạch sẽ. Đấy. Xe này thì chất thì nói chung là không phải bàn. Đấy. Chiếc này của em chỉ bàn với giá thôi. Đấy. Cực kỳ là đẹp. Xe nguyên bản 100%. Đấy. Ngay từ những phần bậc bước anh ấy cũng ốp yếc lại. Đấy. Rất là cẩn thận. Đấy. Chi tiết chiếc xe rất là mới. Đấy. Và với phiên bản Luxury, Seltos này thì sẽ được trang bị cái vô lăng là đê cắt quý anh chị nhé. Tạo cảm giác rất là thể thao. Bởi vì xe sẽ được sử dụng cái khối động cơ là 1.4 turbo đi cùng hộp số là hộp số 7 cấp. Đấy. Khả năng vận hành cực kỳ là êm ái và mượt mà. Đấy. Và trong cái phân khúc này thì chiếc xe này sẽ được trang bị một vài tính năng nổi trội như là sẽ được cài đặt về các cái chế độ đi địa hình quý chị nhá. Đấy. Khó một chiếc xe nào sẽ được trang bị cái tính năng này. Đấy. Cài đặt các chế độ đi địa hình luôn. Đấy. Màn hình thì cũng được tích hợp nghe gọi rảnh tay hay là hệ thống Apple CarPlay giải trí cho quý anh chị đầy đủ. Đấy. Sau đây sẽ cùng mời quý anh chị quan sát về cái khối động cơ của chiếc xe. Đấy. Máy móc động cơ hay là keo chỉ nguyên bản 100% quý anh chị ạ. Đấy. Chiếc xe này thì rất đáng đồng tiền để quý anh chị mình sở hữu nhé. Đấy. Xe thì em bao check test mọi nơi cho quý anh chị luôn. Đấy. Còn chiếc xe này thì em cũng có hỗ trợ vận chuyển giao xe tại nhà hay là kiểm tra xe tại nhà cho quý anh chị khách hàng. Mà quý anh chị khách hàng mà có yêu thích hay quan tâm tới chiếc Kia Seltos phiên bản Luxury sản xuất 2021 này thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với số hotline ở trên màn hình. Đấy, để nhận được sự tư vấn cũng như có một cái báo giá tốt nhất. Và Toka bên em chuyên mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng trên thị trường. Và quý anh chị khách hàng có nhu cầu quan tâm tới những chiếc xe hay là nhu cầu đổi các xe như thế nào thì hãy cứ liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị quan tâm và theo dõi.